Taliban bao vây thành trì phản kháng cuối cùng, ra tối hậu thư cho Mỹ. Taliban cho biết, các tay súng của tổ chức đã bao vây lực lượng kháng chiến ở thung lũng Panhi, nhưng sẵn sàng đối thoại. Bao vây lực lượng kháng chiến, FP dẫn lời người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid hôm nay, ngày 23 tháng 8 cho biết, các tay súng của lực lượng này đang đồn trú gần Panhi và đã bao vây khu vực này từ ba hướng. Tiểu vương quốc Hồi giáo đang cố gắng giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, ông Zabihullah Mujahid cho biết. Thông báo được đưa ra sau khi xuất hiện những thông tin về các cuộc giao tranh giữa Taliban và lực lượng kháng chiến Afghanistan vào đêm ngày 22 tháng 8. Trên mạng xã hội, những người ủng hộ Taliban nói rằng các tay súng của nhóm đang tập hợp lực lượng. Trong khi đó, những cư dân mạng chống Taliban bác bỏ việc lực lượng kháng chiến bị đẩy lùi. Họ nói, các tay súng Taliban đã bị phục kích và đánh đuổi. Những thông tin này chưa thể kiểm chứng độc lập do Panhi là khu vực núi non hiểm trở. Panhi, cách thủ đô Kabul chưa đến 100 km, là thành trì cuối cùng ở Afghanistan chưa thuộc sự kiểm soát của Taliban. Một phong trào kháng chiến đang được hình thành ở đây với tên gọi Phong trào Phản kháng Toàn quốc, NZF. Phong trào này do Phó Tổng thống Abdullah Saleh và Ahmad Massoud, con trai chỉ huy tiến tham một thời của Afghanistan trong phong trào chống Taliban. Panhi được bảo vệ bởi một hẻm núi hẹp, khiến việc xâm nhập hoặc thoát ra vô cùng khó khăn với người ngoài và khiến thế lực bên ngoài dễ bị phục kích. Hôm qua, Taliban cho biết, hàng trăm tay súng của lực lượng này đã tiến về Panhi sau khi đã chiếm lại quyền kiểm soát ba huyện bị lực lượng kháng chiến giành kiểm soát vài ngày. Về phía NZF, một phát ngôn viên của phong trào này cuối tuần trước nói với AFP rằng NZF đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc chiến trường kỳ, nhưng vẫn ủng hộ phương án đối thoại với Taliban để lập một chính phủ toàn diện. Điều kiện để thỏa thuận hòa bình với Taliban là hệ thống phân quyền giúp đảm bảo công bằng xã hội, bình đẳng, quyền lợi và tự do cho tất cả, người phát ngôn NZF cho biết. Taliban vạch làn danh đỏ với Mỹ trả lời phỏng vấn hãng tin Sky News hôm nay. Người phát ngôn Taliban Suhail Shahin cho biết, Taliban gia hạn chót đến ngày 31 tháng 8 để Mỹ hoàn tất chiến dịch di tản khỏi Afghanistan. Đó là làn danh đỏ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo, đến ngày 31 tháng 8, họ sẽ rút hết lực lượng quân sự khỏi Afghanistan. Nếu chiến dịch rút quân kéo dài hơn thời hạn đó đồng nghĩa với việc Mỹ mở rộng chiếm đóng mà không có lý do chính đáng, ông Shahin nói. Ông tuyên bố, Taliban sẽ nói không nếu Mỹ và Anh kéo dài thời gian sơ tán, đồng thời cảnh báo những nước này phải gánh hậu quả nếu không giữ đúng lịch trình. Chính quyền Tổng thống Biden đã đặt ra mục tiêu hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan trong tháng 8 này. Tuy nhiên, tuần trước, Tổng thống Biden cho biết, binh sĩ Mỹ có thể ở lại Afghanistan sau thời hạn ngày 31 tháng 8 cho đến khi hoàn tất sơ tán công dân Mỹ và công dân Afghanistan có nguyện vọng di tản. Tính đến cuối tuần qua, trong vòng khoảng một tuần, Mỹ đã sơ tán được khoảng 17.000 người. Hoạt động sơ tán gặp một số trở ngại do tình trạng hỗn loạn ở sân bay Kabul. Các tay súng của Taliban đã chặn các lối vào sân bay, ngăn người Afghanistan sơ tán. Một nguồn thạo tin cho hay, để đẩy nhanh chiến dịch sơ tán, quân đội Mỹ có kế hoạch điều 33 máy bay vận tải C-17 của không quân Mỹ đến sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul trong vòng 24 giờ tới. Mỗi máy bay này có thể chở được khoảng 400 người sơ tán. Hiện tại, vẫn còn khoảng 20.000 người chờ được sơ tán ở sân bay. Nguồn tin cho biết thêm, Mỹ cũng đang thay đổi chính sách sơ tán. Theo đó, chỉ công dân Mỹ, công dân các nước NATO và người có thẻ xanh mới được qua cổng sân bay để sơ tán.